đàn trai đâu, xuất hiện luôn. Ây cha, ngồi 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 đi em. Trời ơi, tao nói đẹp quá xa rồi xa, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Rồi bây giờ bên đàn gái giới thiệu trước coi sơm tụ cái nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Thùy An. Em sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em năm nay 28 tuổi. Dạ, em là nhân viên văn phòng chuyên bên quản lý kho. An 28 tuổi, quản lý kho ở Tiền Giang. Giới thiệu cho bên bà đàn gái biết liền đi em. Dạ, em cũng đến từ Tiền Giang. Nhưng em tên là Nguyễn Trung Nhân. Em cũng làm là cũng giống như là quản lý kho bạn. Nhưng mà em làm giám sát bên mảng giao nhận kim luôn trợ lý kho. Chức danh chính thức của em là phó phòng. Phó phòng rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, lên dữ nha. Vài bữa chừng lên trưởng phòng luôn á. Hai mấy tuổi vậy? Dạ, năm nay em 32 tuổi. 32, bên kia 28. Tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ mùi thân dậu hốt luôn. Được. Em nói ưu điểm khuyết điểm bản thân mình nè. Ai cũng nhận xét em là hiền, thật thà, dễ tin người. Em thích nấu ăn. Sở trường của em là những món luộc. Những món luộc. Luộc, luộc là rau luộc, trứng luộc. Luộc mà là dạ. Sở trường hả? Cha vậy chắc nhỏ đó nấu ăn ngon lắm mà nha. Dạ. Cái đó của chị cũng sở trường. Rồi gì nữa? Em thích nuôi chó. À, em rất là thích nuôi. Dạ. Nuôi chó. Thích nuôi chó. Tính kỷ lục bây giờ là 11 con chó. Trời ơi. Cái gì? Vậy chắc tiền gạo thóc chắc chó ăn nhiều hơn người à. Dạ, 11 con. 11 con, nhà mấy người em gái? Dạ, nhà em có 3 người. Trời ơi, 3 người mà nó nuôi 11 con chó. Khoan, nuôi giữ ruộng luôn quá. Em nuôi 11 con chó, vậy là em nhớ tên hết từng con rồi đúng không? Em đặt theo màu thôi chị. À, đặt theo màu. Dạ. À, trời ơi, vậy là phải yêu động vật thật sự lắm luôn mới. Dạ. Có phải thời gian chăm sóc được 11 con. Dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình là sao? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính. Em hay giận nhưng mà cũng hay quên, không để bụng ai hết. À, tức là hơi vu vơ phải không? Dạ. Rồi gì nữa nè? Chắc hết rồi quá ha. Không, còn mà chị bó rối quá, quên rồi. Quên nhược điểm của mình luôn rồi, chắc là chỉ có ưu điểm thôi. Rồi biết quên quá. Còn nè, đàn trai giới thiệu đàn gái biết liền ưu điểm khuyết điểm nữa cưng. Dạ, ưu điểm của em thì biết nấu ăn. Nấu ăn hả? Hèn chi thấy người biết nấu ăn rồi. Nhược điểm của em là hầu như là em thấy chỉ có cái là ngủ nướng thôi anh. Ngủ hả? Ngủ nướng vậy thì... mà ngủ nữa thì nó phát phì ra đó. Ngủ bớt lại nha. À, đâu có anh, hồi xưa em cũng muốn giảm lắm đó. Mà bạn bè xung quanh em cứ nói cái dáng người ông á. Dạ, giảm xuống á, nhìn thấy gớm mà. Mới ông mà giảm xuống không thèm nhìn bạn nữa đâu. Trời kỳ vậy. Vậy còn khuyết điểm thì sao nè? Đôi lúc em cũng hơi nóng tính. Mau giận thì mau mua chị ơi. Giống bên kia, cũng dễ giận, dễ quên. Thích của em là cũng giống như là đi du lịch miệt vườn thôi. Em thích nhất là màu hồng. Em thích nhất là màu hồng. Hả? Gì? Em thích nhất là màu hồng, thích luôn. Màu hường đó hả? Màu hồng anh. Màu hường. Màu hồng này nè anh. Thì màu hường đó. Dạ. Dạ. Màu hồng với màu... Màu hồng với màu hường giống nhau đó. Màu hồng, màu đỏ là hai màu em thích nhất. Nhưng mà riêng là... màu hồng nó giống như là mình nhìn vô mình có cảm giác hơi ngất ngây chút anh. Trời, nó nhìn màu chị hường ngất ngây. Sao anh thích màu hường kỳ vậy ta? Con trai thích màu hường. Thích màu hường. Hello cưng. Chào chị. Mặc áo màu nhu ghê ha. Cái món cái đó là tặng bạn gái quà đó hả? Quà bí mật để hồi nó làm 39 tháng 10 ngày mới ra món quà cái này. Cái đó là đó. Em tự làm luôn hả? Dạ. Khéo tay, đảm đang. Thích màu hồng hả? Thích màu hồng, màu đỏ nhưng mà thẳng. Thẳng không? Thẳng băng nha. Thẳng băng chị, không méo miếng nào. Ủa thẳng là sao? Nhiều khi mấy bạn em cũng nghĩ em cong cong quá gì. Bạn thân nhất của em á là cái thằng đó thuộc giới thứ ba. Nhiều khi em cũng thử nó coi nó có thích em không mà em không phải gu của nó. Nhưng mà em có thích nó không? Dạ không chị. Em thử. Tại vì em thử coi nó có thích em không. Em thử bằng cách nào? Ông có thích tôi không vậy? Đây. Cái nói, trời ơi ông vậy không phải dáng người tôi thích. Dáng người tôi phải là 6 múi. Em có 1 múi 1 à. Hoang mang nha, tự nhiên rồi đi thử bên kia mà. Thôi, chuyện nó nhạy cảm lắm em trai. Dừng dạ, lại đi. Dạ. Mình phải khoe cái gì tốt cho đàn gái người ta biết. Có như là bạn thân là ở đây là chỉ là chia sẻ những cái công việc với nhau, buồn vui với nhau thôi. Chứ thực tế là trên danh nghĩa là bạn bè chính thức. Chứ không phải là em phân biệt đối xử với người thuộc giới thứ ba. Đúng rồi. Đúng. Bạn thân em là bạn thân. Bản thân họ cũng đâu muốn là họ thuộc cái giới đó. Ừ. Nên hẳn nhiên là mình phải đồng cảm và chia sẻ với họ. Mình sẵn sàng làm bạn thân với họ là đó là cách tốt nhất để làm cho họ quên đi nỗi buồn. Đó thấy họ. Chưa? Đàn trai thấy dễ thương ghê chưa? Dễ thương, tâm lý. Rồi. Hết sức là tâm lý. Em có yêu động vật không?
Dạ có chị, nhà em cũng có nuôi chó mà chỉ nuôi ở số lượng ít rồi chị. Thường người ta nuôi kiển, người ta nuôi 1-2 con là nhiều, hiểu không? Nhưng nhà chị nuôi 2 con chó, 2 con mèo là 4 con là quá nhiều. Còn cái số lượng mà 11 là chị thấy nó khủng khiếp rồi. Dạ 11. Mẹ em có thích không? 11 thì không phải em không thích, nhưng mà em sợ em không dám vô nhà. Sao vậy? 11 con nó dí sao em chạy kịp? Thì bởi mình phải làm sao mình quen để mình qua được 11 con chó. Đâu đó mình vô nhà. Mình phải dụ hơn 11 con chó xong mới tới dụ người được đó em. Hình mẫu lý tưởng của em về phụ nữ là sao? Người em thích chỉ là một mẫu người đơn giản thôi chị. Giống như là trang điểm thì đi đám tiệc thì trang điểm mạnh không sao, còn bình thường ra ngoài thì trang điểm nhẹ là được rồi. Tại vì bản thân em cũng rất là đơn giản. Đó là về cái ngoại hình bên ngoài, còn về quan trọng là cái tính cách. Em là con trai một, có một cái là nói dù muốn dù không á thì em vẫn phải ở nhà lo cho ba mẹ. Ba mẹ em cũng ở nhà thì cũng gọi là tương đối dễ. Tên Trương. Tên Trương thì em trải qua nếu chính thức á thì khoảng 2 mối tình thôi. Mối tình đầu là quen nhau cũng được 2 năm. Cho bên kia thì nó hơi phong kiến quá. Họ nói là cái tuổi này lấy nhau không hợp nhau, về hai bên là có một người mất chẳng hạn thì bên kia ngăn cấm tuyệt đối luôn. Rồi mối tình thứ hai sao? Sau đó cũng khoảng gần năm mui ngoai xong rồi em quen cái bạn gái này dưới Cà Mau, cũng hứa rồi cũng có hẹn thì cũng chờ, tại lúc đó là em cũng chưa ổn định sự nghiệp thì em nói hay cho nó ổn định sự nghiệp đi vài năm nữa đi. Cái đụng cái thì đâu khoảng 3 tháng sau á, bạn ấy phát em tấm thiệp cưới. Ha, là tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đúng rồi, là tốn năm xị rõ ràng luôn chị. Nhưng mà em không để cho tốn năm xị, là làm như lúc đó em chảnh quá hay sao á, em đi hết tháng lương. Đi hết một tháng lương. Đi đám cưới người yêu cũ hết tháng lương luôn. Lương tháng nhiều. Tại lúc đó là lương khoảng 7 triệu 8 tháng. Làm đi có 7 triệu chị, còn 800 ngàn chờ em về xe. Là cầm 7 triệu đi hết luôn. Dạ. Trời ơi nét dữ vậy nè. Gà lăng dễ sợ ta. Nhưng mà 7 triệu em đổi ra tờ 10 ngàn. 7 triệu em đổi ra tờ 10 ngàn. Trời ác. Để giặt cho mặt. Đàn trai đếm cho nó lâu hơn. Giặt mặt. Em tính còn chưa tới, gặp anh đổi tờ ngàn. Đếm cho tôi đã. Này nó cũng dễ thương ha. Mà được rồi. 7 triệu hả? Sao giờ về có tiếc không? Tiếc nuối không? Dạ nghĩa là, ủa sao mình ngu quá vậy? Gì đâu ngu, bình thường mà. Thôi kệ. Không em. Cho đi là nhận lại có thì gì đâu. Thì nói là một lần chơi lớn để thiên hạ có phải trầm trồ. Em làm một cái đó là mọi người nhìn vô ai cũng trầm trồ hết rồi đó. Nhớ luôn đó. Dạ. Biết đâu đám cưới em á, bạn đó đi lại gấp đôi mà đổi tờ ngàn không đó. Được rồi, để anh coi bên bên đây thế nào nha. Chào anh. Ở đâu Tiền Giang vậy cưng? Dạ em ở Tân Phước. Tân Phước hả? Dạ. Có làm vườn không? Dạ có. À trời, gái vườn quê dễ thương ngọt ngào. Dạ. Dễ sợ ta. Thấy trùng hợp không? Mặc áo màu hường. Đó. Thích màu hường, bên này màu hường, bên kia màu đỏ. Đó. Biết rẫy tôi mặc áo màu hường, khăn màu hường cho nó hợp. Đàn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua có một mối tình chính thức cũng không có lâu. Mấy năm? Dạ 9 năm à. Dạ 9 năm à. Dạ 9 năm à. 9 năm hả? Dạ. 9 năm dài quá sao chia tay. Dành cả tuổi thanh xuân. Đúng rồi. Trời là mẹ em cũng không đồng ý cái mối quan hệ của tụi em. Hai đứa cũng lén lút quen. Rồi hy vọng là mẹ cũng thay đổi cái quyết định của mẹ. Rồi sao nữa? Lâu ngày rồi bạn trai thấy không có tương lai nên là tìm mối quan hệ mới. Trời ơi thấy chưa, nghe lời ba mẹ đâu mất 9 năm tuổi thanh xuân vậy. Thôi bỏ qua. Em muốn người yêu lý tưởng của em như thế nào? Người yêu lý tưởng của em là cao trên 1m65. À, được. Tướng người tròn tròn. Nó tròn do. Bao tròn luôn. Rồi sao nữa? Không da trưởng. Không có da rồi, mày dễ thương lắm. Tâm lý lắm cưng. Ừ. Nhưng mà tại sao muốn người tròn tròn là sao cưng? Tại em thấy em cũng hơi tròn nên là em tìm một người tròn cùng sở thích ăn uống rồi. Thì mình thấy mình nhỏ bé so với anh ấy. Trời ơi. Anh ấy không có tính toán so đo. Có tính không? Không, em cho là em cho hết anh ơi. Nó cho tới 7 triệu đám cưới cho mà. Cho 7 triệu tiền đi đám cưới mà. Tính toán gì đâu, có điều nó đổi ra tầm ngàn thôi. Còn gì nữa? Không hút thuốc anh. Hút thuốc không? Dạ em, dạ em không hút thuốc và đặc biệt là nhậu có chủ đích. Dạ anh ơi, anh nhậu rồi anh về là anh xỉn anh ngủ hay là anh có muốn tâm sự gì với bạn gái hay là với vợ gì không anh? Một là anh nhậu vô, cái thứ nhất là anh chỉ muốn có chỗ anh ngủ liền thôi. Nhưng mà cái thứ hai anh càng nhậu làm như cái đổ mà anh càng tỉnh á. Hầu như là anh đi nhậu với mấy đứa công ty á, mấy đứa kia nó nói xấu xếp cái này cái kia, ngày mai em vô anh kể lại những lời tụi nó nói không sót một chữ. Là kể từ đó là anh ít có bạn nhậu. Coi như hai bên thấy cũng hợp lý rồi đó, cho tràng pháo tay cho đôi trẻ đi.
Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân nha. Dạ. Hôm nay An đi với ai? Dạ em đi với mẹ em và thầy em và cô hiệu trưởng trường cấp 3 của em. À trời ơi hay quá. Dạ con chào bác, em chào chào cô. Chào Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Chào cháu. Dạ con chào bác. Mẹ thấy chàng trai này cũng hiền dễ thương. Bấm nút hay không thì tùy trái tim con rung động. Mẹ chúc cho hai đứa có duyên với nhau. Nói câu gì với cô đi. Dạ nếu chương trình hôm nay nếu mà tụi con mà có bấm nút với nhau á, con cũng xin phép được là cho con cũng xuống nhà bác chơi lần cho con biết chỗ. Và nếu con tụi con có duyên thì tụi con sẽ đến nhau. Được. Dạ mời cô. Tôi chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Chào gia đình của bạn trai. Dạ chào cô Hiệu. Chào tất cả quý vị trong cái trường quay hôm nay. Dạ. Thì hôm nay thì tôi và ông xã rất là hân hạnh được học trò An mời cùng gia đình đến tham dự cái buổi ghi hình với hai em á, thì cô nhận thấy hai em cũng có những cái điểm tương đồng. Tình yêu không phải vừa gặp nhau sẽ yêu mà lâu ngày sẽ sinh tình. Còn duyên phận á, thì không phải do sự sắp đặt của ông trời không, mà do sự chủ động của các em. Chương trình tạo cơ hội các em nắm bắt với hy vọng các em có những cái cuộc hẹn hò. Và cũng rất là mong các em sẽ báo tin vui cho chương trình. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô hiệu trưởng. Mời đại diện đàn trai đi, ai đi em? Dạ, em gái ruột của em. Trước khi em gái ruột của em phát biểu thì cho em có đôi lời với bên nhà gái. Rồi, nói với em trai. Dạ, bữa nay bất tiện quá. Tại vì ba mẹ con ở nhà cũng là giáo viên. Ở cũng trường cấp 2-3. Ba dạy toán, mẹ dạy văn. Ba mẹ con bữa nay không có nghỉ được nên con không có dẫn lên với hai bác được. Cô với bác gái thông cảm. Dạ. Ba mẹ dạy ở trường nào vậy em? Dạ, ba con là hiệu trưởng trường trung học cơ sở với trung học phổ thông Tân Thới ở huyện Tân Phú Đông mà cái huyện mới vậy mở. Vậy là thầy Dương phải không? Dạ, thầy Phước con. Thầy Phước? Nguyễn Hữu Phước. Vậy là trung học cơ sở? Trường hai cấp con, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thầy Phước với thầy Phò hả con? Thầy Phò. Dạ. Cô rất là quen và thân nữa. Do vậy thì sẽ có cơ hội. Thuận lợi quá rồi ha. Em gái phát biểu rồi, thấy chị dâu tương lai được không? Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Dạ, con thưa hai bác, em chào thầy cô. Hôm nay thì đến đây với em là em gái ruột của anh Nhân. Anh hai em là một người rất là tình cảm, chú trọng đến gia đình. Ba mẹ em cũng rất là tâm lý, rất là dễ thương. em thấy chị rất là dễ thương. Chị rất là hiền và qua cái cách chị nói thì em thấy là cái tính của chị cũng có một số nét là tương đồng với anh hai em. Đặc biệt chị là em thấy có một điểm cộng trước mắt rồi đó. Ba mẹ em cũng rất là thích nuôi chó. Hay quá. Dạ, ở nhà thì ba mẹ rất là thương động vật nên là hầu như là những cái con vật nào mà ba mẹ nuôi là đều cưng. Nhiều lúc em cảm thấy cưng hơn cưng em nữa. Cho nên là hôm nay thì gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ thì do anh chị, em cũng hy vọng là anh chị có thể tìm hiểu và tạo cho mình một cái cơ hội để có thể gắn bó với nhau và đi hết được một cái quãng đường nó xa hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ bắt đầu cho hai kẻ gặp mặt nha. Đúng coi rồi. Có duyên phận với nhau hay không. Mở rào. Đó. Wow, wow. Ví dụ nhà em nuôi chó nhiều quá, tới lúc anh vô rồi em có dẫn anh vô không? Tất nhiên là có rồi. Chứ đừng để rượt anh chạy là anh không dám quay lại nha. Không có chuyện đó đâu, em bảo kê cho anh. Rồi. Dạ. Rồi bữa nay anh có đến chương trình, anh có tặng em một món quà mà do chính ta anh làm. Hả? Hay, đó, đưa qua. Rồi, anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh, anh héo tay quá. Em cảm động quá. Em làm gần nhà không? Dạ em làm gần nhà. Nếu như mà sau này mình có duyên á thì cái việc làm dâu em có ngại không ta? Dạ em không ngại đâu, em thích sống chung với ba mẹ chồng. Ngồi ngồi đi, ngồi ngồi. Ngồi ngồi ngồi, hai đứa ngồi tự nhiên. Ngồi trò chuyện thoải mái hơn. Hai đứa cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào?
Em cũng hơi bất ngờ hôm nay bạn gái bạn áo màu hồng đúng rồi mà em thích nữa. Thật sự là rất bất ngờ nên em cũng không nghĩ là bạn gái bạn áo màu hồng đâu. Em cứ nghĩ là bạn váy hay là bạn áo sơ mi trắng thôi. Nhưng mà bữa nay lên thấy áo hồng là cũng... Đúng gu, đúng gu. Duyên số là vậy đó. Dạ. Nó hên tới cái màu hường luôn á. Em thích áo màu hồng. Dạ anh có mặc áo màu hồng giống em không? Anh vẫn có mấy cái áo sơ mi màu hồng. Em gái thấy em trai thế nào? Lần đầu tiên gặp anh á thì em thấy cũng bất ngờ, giống như là em yêu cầu. Thấy anh cũng dễ mến, hiền. Hy vọng là mình có duyên có nợ. Cũng hy vọng như em. Hát tặng bài bạn gái đi. Đúng rồi, hát tặng bài đỡ rung nè. Gây ấn tượng với đàn gái nào. Năm 2018 thì lúc trong công ty tổ chức hội thi hát cuối năm á, thì em đoạt giải nhất của tổ công ty. Trời ơi, mà... hát thử coi giải mấy. Ừ, bài Trăng Vỡ của ca sĩ Đăng Trường. Hả? Mới vô hát bài kỳ vậy, có bài nào khác không? Dạ rồi, em xin hát cái bài này là bài remix. Anh chưa từng nói anh sẽ yêu em thật nhiều, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho em niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Gái có đáp từ không? Em mẹ dặn là không được hát, nhưng mà thôi cãi mẹ một lần luôn. Hát đi, sợ gì đâu, nói dễ nhất đó. Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh, được chở che. Yên tâm, cần sự chở che, có đàn trai che cỡ nào cũng không nắng không qua khỏi hết trơn á. Rồi bây giờ là nếu như mà hai đứa lấy nhau á thì mình tính luôn đi cái chuyện con cái như thế nào. Anh thích trai hay gái không? Anh thích đủ nếp đủ tẻ, tức là một trai một gái, nhưng mà khó lắm, nhưng mà con nào cũng là con thì dừng lại hai con nuôi dạy cho tốt, đó là quan điểm của nhà nước mình mà. Thì dạ, hai đứa được rồi, bất nếu mà gái hết thì cũng là con, mà trai hết thì cũng là con. Em thích thì cách gái đầu lòng. Bây giờ mình nói như là một câu nói từ trái tim của mình nha. Mình suy nghĩ về người đối diện thế nào, sau đó mình tiến hành là bấm nút thôi. Em lên đây nói cũng bất ngờ, thấy bạn gái cũng rất là hiền. Em thấy lòng nó nôn nao gì không? Dạ cũng có hơi hơi anh. Hơi hơi nôn nao rồi. Em gái nói gì? Em là cô gái Tiền Giang, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Để tìm anh em vượt ngàn cây số, đến chương trình này mong gặp được anh. Anh ơi, anh có thích em chăng thì hãy bấm nút anh nhé. Đừng để trái tim nửa đỏ nửa xanh. Giọt nhớ giọt thương anh gửi lại, mà sao giọt tình vẫn chưa phai. Thương em đêm trắng anh thức trọn, cầu mong tơ hồng sẽ lứa đôi. Trời ơi, thôi thôi quay lại bấm nút. Nhắm mắt lại và cảm nhận xem bên kia có thực sự đúng một nửa mà mình tìm kiếm hay không. Phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Yeah. Làm tôi hồi hộp quá. Đứng lên bé. Lên. Đi qua đây. Nắm tay đi. Bắt đầu từ giây phút này, mình xin phép gia đình bên gái, thầy cô cho tụi con hẹn hò với nhau. Tụi con đến đây cũng là một cái duyên. Và gặp bác gái với thầy cô đây thì con cũng hy vọng là cho phép con thì cũng được phép quen an. Bây giờ mình hung nhau nụ hôn. Em có hồi hộp không? Đó, gật đầu rồi đó. Để im vô. Đó, hít sâu vô. Không mà tôi nhớ lại ngày xưa. Trước đó, hôm nay em tới trễ. Trước đó là mấy bạn đã cách đi nhiều lắm rồi. Thì hôm nay cũng nói lại một xíu. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu bản thân của mình. Họ và tên, nghề nghiệp, quê quán của mình như thế nào. Đó, thì cứ giới thiệu với chị. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tài lẻ của em ra làm sao? Về tình trường thì chị cũng nói luôn. Tình trường thì nói với chị là bao nhiêu mối tình, rồi lý do tại mối tình thứ nhất quen bao lâu, mối tình thứ hai ba gì đó quen bao lâu, lý do tại sao chia tay. Nhiều anh đang thắc mắc với chị, nhiều anh em đang thắc mắc làm sao mà phải chị hỏi, phải hỏi rõ như vậy.
Thì để tránh cái trường hợp là cái thứ nhất là chị giới thiệu một cái bạn gái nó sẽ dựa vào những cái tiêu chí đó đó. Ví dụ như nhiều anh nói không hợp, không hợp ở điểm nào thì phải cụ thể giúp chị. Rồi mẫu người yêu thì càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như tóc dài, không có thích đeo kính, da trắng, da ngăm gì đó, quê quán ở đâu, công việc như thế nào thì mình cụ thể giúp chị luôn ha. Thì chị nói cho em để em nắm được cái tình hình nó như vậy, thì sau đó thì chị sẽ xoáy vô thêm. Rồi mời em giới thiệu về bản thân mình. Rồi mình không, không có cần, em cứ đưa lên em nói thôi, nó lớn giúp chị. Rồi xin chào chị, em tên là Võ Khắc Lưu, sinh năm 98, năm nay là 24 tuổi. Em quê Nghệ An. Em vào đây lâu chưa? Em vào 6 năm. Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn 6 năm. Hiện tại là em đang sinh sống ở quận 10 với ai? Em đang ở với bạn. Là mướn nhà ở hay? Ở nhà thuê. Rồi, mình giới thiệu về tiếp tục về công việc của mình em. Hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Của công ty nào em? Của tập đoàn Danh Khôn. Tập đoàn gì? Danh Khôn. Tập đoàn. Cái gì Khôi? Danh Khôn. Danh Khôi mà. Ok. Rồi. Trước đó thì em tốt nghiệp ở Đại học Bách Khoa. Ngành gì em? Chuyên ngành xây dựng dân dụng. Em là trước đó là em là kỹ sư xây dựng tại nhà thầu, kỹ sư xây dựng tại nhà thầu Central. Vậy sao không đi kỹ sư xây dựng nữa? Tại vì chị thấy kỹ sư xây dựng nhiều anh đi tiền nhiều lắm. Và em có một cái gen hướng là sẽ học về thạc sĩ, nên là trong thời gian sau về thạc sĩ thì em sẽ làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Nhưng mà em đã học lên thạc sĩ chưa? Hiện tại là đang học chưa? Tới thì tháng 9 em sẽ học. Được năm mới bắt đầu học được. Em đã đăng ký hồ sơ hết rồi hả? Đã đi học rồi nhưng mà tháng 9 mới học. Thạc sĩ cũng là kỹ sư xây dựng luôn. Thạc sĩ quản lý xây dựng. Quản lý xây dựng. Và sau này là em dự định tương lai của em là em làm quản lý xây dựng luôn. Hay là làm giảng viên đại học. Có thể là làm giảng viên đại học và kết hợp với công việc khác, ví dụ như là làm việc cho các chủ đầu tư, các dự án. Cũng là một cái nghề đó. Rồi. Ưu điểm nhược điểm của mình là gì? Ưu điểm thì em là một người nhiệt tình, ham khó, siêng năng, chịu khó. Ngoài ra những cái đó thì em có sở trường gì không? Ví dụ như nấu ăn, hát, hò, nhảy, múa, học võ, cái gì đó. Sở trường thì em biết nấu ăn. Nấu được những món gì? Nấu khá là ngon. Đa số những cái món mà thường thường trong bữa cơm này mình nấu được hết. Có món gì đặc biệt không? Ở ngoài quê mình không? Món đặc biệt thì mình lấy cái món là như là bò xào, thịt bò xào, hay là cá kho, thịt kho, rồi như thế. Ok, tôi hỏi có món đặc biệt nào không? Kia thì là bò xào hành tây. Bò xào là đặc biệt của ông ấy hả? Bò xào hành tây như vậy, hay là biết làm bánh hay gì không? Hay là như món canh thịt bò hay là đậu bò hả? Canh bò hầm rau củ. Ok. Rồi nấu ăn ngon, ngoài cái nấu ăn ra em còn tài lẻ gì không? Thì biết chơi thể thao. Thể thao hả? Chơi môn gì kể nghe coi nè. Chơi đá banh và cầu lông. Rồi còn gì nữa? Thấy có hay hát nữa mà. Hát thì hay hát nhưng mà hát không hay lắm. Kệ chị, đâu cần hát hay, đây không phải là cuộc thi hát. Cứ hay hát là được. Rồi, mời em ca hai câu coi nè. Hay hát thôi. Rồi hay hát, thì hát đi nè. Hát nhiều bài để chẳng hiểu bài nào. Bài nào cũng được, cái đó chị không cần tựa đề luôn, chị chỉ cần em hát hai ba câu thôi.
ta bảo là hát hay không bằng hay hát mà. Ngồi bên em nghe gió du mềm mềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai, những kỷ niệm phút giây này anh vẫn mong được ngồi tạm biệt. Tôi cũng hay hát rồi. Vậy là được rồi. Rồi kể về tình trường em coi nè. Cái gì trong đây ghi gì mà ba mối tình gian dở gì tùm lum là... này ạ? Là ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào mà chính thức cả. Chứ ba mối tình này sao? Kể gì nghe coi. Nhắn thế ở đâu? Ví dụ như là cái hồi sinh viên năm nhất thì em quen một người nhưng mà chỉ là quen một thời gian thì chỉ là thì người đó thì xác định là bạn thôi. Tại sao xác định là bạn cho phải là người yêu? Có thể là bạn đó là nghĩ là cũng có ít tuổi, chắc sinh viên năm nhất mới vào đại học. Là lúc đó em sinh viên năm mấy? Thì em năm nhất là lớp cùng lớp. Các bạn học thì cũng là sinh viên năm nhất với nhau thì chắc do bạn nghĩ là cũng còn ít tuổi, có 19 tuổi, còn ít tuổi nên chưa có yêu, nghĩ là vậy. Thì sau đó bạn bảo là chỉ nên là bạn thôi, sau đó cũng thấy nhớ chung là bạn thôi. Là nói chung là em thích bạn đó, em cũng thổ lộ với bạn đó, bạn nó cũng biết. Nhưng mà cuối cùng là hai đứa chỉ quen tìm hiểu là bạn thôi. Vậy là đâu có quen. Cũng không phải là quen. Vậy là tìm hiểu thôi. Với người thứ hai là cũng gọi là em đi làm với dự án ấy, thì cũng quen một người là tới dự án để thực tập tốt nghiệp. Thì bạn đó là cũng thực tập tốt nghiệp thôi thì cũng quen biết một thời gian. Không biết thời gian là nhiều lâu. Có thổ lộ bạn đó không? Có, thì như 83 thì cũng có tặng quà, sau đó thì bạn đó là bạn có người yêu rồi. Thì sau đó thì... Ủa, ông tìm hiểu ta mà ông hỏi ta có người yêu chưa? Xong rồi cái ông tặng quà cho người ta, cái người ta nói người ta có người yêu rồi. Người gặp cái đó. Người thứ hai. Rồi. Có người yêu rồi, người thứ ba cũng mới gần đây. Gần đây sao kể nghe coi. Cũng là xóm gần nhà thôi, tức là cũng quen biết là thông qua chị. Chị của bạn đó là bán tạp hóa, thì em cũng hay mua tạp hóa ở đó thì cũng quen là em gái của chị đó. Thì quen được một thời gian thì cũng có quen thời gian là quen lâu. Sinh ra lô, quen vài tuần. Thì có sinh ra lô cũng đang tìm thời gian thì sau đó có chị bạn bảo là sắp đi nhận để chứ không là đồng vấn đề không quen ai hết. Mà có quen chưa? Có đi uống cà phê, cà pháo mà nắm tay nắm chân gì chưa? Thì cũng có tới mức là nhắn tin với lại tìm hiểu rồi. Mua đại sứ. Thì bạn thay mua nước cho mua qua nước thôi. Chứ còn cũng chưa có là yêu gì hết. Có tìm hiểu thôi. Vậy là tìm hiểu vài tuần thôi. Cái nhắn tin. Xong rồi cái bạn gái bảo là đi xuất khẩu lao động. Đi Nhật. Hiện tại cũng qua Nhật rồi. Có nhiều lắm, nhiều có lẽ là nhiều hơn là hơn là ba đấy, 4-5 người. Anh nói nghe nè, ông tìm hiểu, ba cho là tìm hiểu, ba mối tình gian dở là chỉ ở tìm hiểu thôi. Còn ông đơn phương ai vậy? Ông ghi trong đây là tình đơn phương nè, là đơn phương ai? Là đơn phương ba người đó. Đơn phương gì mà ba người, cái này là ông tìm hiểu xong ta từ chối ông? Thì cũng gọi là đơn phương chứ. Không, ông tìm hiểu người ta, còn khi nào anh đơn phương người ta mà anh không dám thổ lộ thì cái đó mới là đơn phương. Đây, tôi phải phân tích lại. Tình đơn phương có nghĩa là anh cái cô đó, ví dụ anh thích bạn này đi mà anh không dám thổ lộ, anh không dám nói gì hết thì đó mới là tình đơn phương. Còn cái mấy cái này sinh viên năm nhất, ông cũng nói người ta cũng thích ông. Không nói. Chỉ là tặng quà người ta hơn ba. Thì ông tặng quà cũng là ông có ý đồ với người ta rồi. Sau đó là không có nói gì hết, nhưng mà bạn kêu là muốn là bạn thôi, cũng không có nói là gì hết. Còn có tình thứ hai, ông có thổ lộ. Thứ hai là cũng tặng quà tháng 3, không nói là gì hết. Ngày 8 tháng 3 đừng tặng quà, ngày 14 tháng 2 tặng quà luôn đi. 8 tháng 3 không đi hết luôn. 8 tháng 3 tặng quà sao rồi? Đúng rồi. Thì bạn kêu là người ta có người yêu, người yêu cũng không thích. Không có tấn công người ta gì hết mà. Không thích điều này thì sao đó là tức là cũng không có nói là yêu đương dễ. Chỉ là sẽ hình là anh em thôi. Thì chỉ là anh em thôi. Mời tặng quà 8 tháng 3. Nói chung là những cái mối tình của em là đang là ở mức độ tìm hiểu. Em...
chị biết là người ta cũng biết em thương thích người ta đó, nhưng mà xong người ta từ chối em đúng không? Chị kiểu cái người thứ ba là như hiện nói vậy đó, người thứ ba chỉ là quen có thời gian ngắn thôi, có... quen đâu mà quen, tìm hiểu, dùng từ tìm hiểu, không có đơn phương gì đây nha, đó tìm hiểu thôi. Đúng rồi, đơn phương bởi vì em chưa có. Em có thương tao, em có thích tao. Chưa có nói. Nhưng mà có thích có thương không? Có. Ừ. Nhưng chưa nói, cũng không có đơn phương gì đó. Ừ, tìm hiểu với lại đơn phương người ta thôi, chưa có thổ lộ đúng không? Rồi chưa nói ra nhưng mà người ta tìm hiểu rồi. Thôi mệt quá, ông nói ra ai biểu hiện người ta biết rồi hiểu. Còn đơn phương người ta im lặng trong vòng thời gian mấy năm mấy tháng gì đó. Khổ ghê. Chưa cũng người ta hiểu nhiều. Cái người thứ ba là cái bạn đó là biết. Biết rồi thì chưa có ai là có mối tình chính thức hết hả? Ừ. Làm sao vậy? Làm sao chưa có mối tình chính thức nào vậy? Cũng có công việc ổn định, lương nay nhiêu rồi, thu nhập hàng tháng nhiêu, thẻ gì giảng viên đại học tương lai đây, thu nhập hiện tại bao nhiêu? 13-14 triệu. Đó, 13-14 triệu, cũng có ngoại hình, cũng ăn nói tốt, mà sao không dám thổ lộ với người ta? Thì người ta có thể là tìm sai đối tượng và tìm đối tượng mà ta có người yêu hoặc là chỉ muốn là bạn. Nói chung là trước này cũng quen một người, chưa kể là ba người đó là cũng quen một thời gian là tới làm thư ký ở dự án, thì cũng tìm hiểu một thời gian cũng thích nhưng mà không nhiều rồi. Đúng. Đó, thôi thôi, rồi dẹp qua cái tìm hiểu chưa thổ lộ của ông đi, tình đơn phương của ông đi. Rồi, bây giờ mẫu người của ông như thế nào nè, miêu tả chi tiết nha. Cao, nặng, ốm, thích cái gì, dạ, nói. Cao 1m55 rồi. Rồi gì nữa? Ngoài hình là... Mét 50 được không? 50 lùn quá. 50 lùn quá gì? Người ta mang gút tóc cái xong mà người ta cao bằng ông luôn. Ông cũng có cao đâu, chê người ta lùn. Ghét ghê. 55 nó mang tóc đã bằng ông rồi đó. Nó mang tóc 2 đã cao ông rồi đó. Không, em thấy chứ mà 55 cũng được á. 50 được rồi, nó mang tóc rủi là cũng tới rồi. 53. Rồi nó trả giá kìa. Rồi, 53. Rồi, ok, 53. Ngoại hình ưa nhìn. Nè, ưa nhìn là ưa nhìn sao? Ưa nhìn xinh xắn dễ thương. Nè, nè, ưa nhìn nó thấy xinh xắn dễ thương nha. Ưa nhìn là tôi thấy được là tôi ghét à. Còn ông, ưa nhìn của ông sao? Xinh xắn là xinh xắn chỗ nào dễ thương? Xinh xắn dễ thương. Nhưng mà xinh xắn của em là có gu không? Xinh xắn dễ thương là xinh xắn thì tóc dài. Ừ, đó, vậy chứ. Không thích tóc ngắn. Dạ. Không thích tóc ngắn rồi. Tóc dài. Mà nói chung là tóc thì không quan trọng là đen nên tóc cũng nhuộm được. Ừ, rồi bỏ qua rồi tiếp tục. Trời, mắt tròn. Ừ, mắt tròn hả? Rồi mắt tròn tôi cho tròn xe luôn. Rồi mắt tiếp tục. Trời ơi, mắt bồ câu nữa. Không. Rồi con đậu con bay luôn. Gì thế ta? Rồi gì nữa? Thích bạn gái thì sao? Hiền lành, hiền, em không thích kiểu không có đua đòi ăn chơi, em không thích. Tức là không đua đòi ăn chơi là sao? Không đua đòi ăn chơi. Tôi biết rồi nhưng mà giải thích cái ý nghĩa không đua đòi ăn chơi đi. Đua đòi ăn chơi là hay vào quán bar. Ờ, không thích bạn gái đi quán bar. Đi đua đòi ăn chơi á, ví dụ như là đi quán bar á là ăn chơi rồi. Kiểu gái hư này không thích. Không thích gái hư. Ủa, ai xác nhận đi vô quán bar là gái hư đâu? Ví dụ người ta đi sinh nhật của bạn gái người ta trong trong đó thôi. Bạn đi quán bar là ba bình thường là đi đó, đó là ba giờ ba. Ba gì? Ba chạy nhót rồi ba. Ba nào cũng nhảy nhót. Ba ba. Ờ, mà tôi, ờ đúng rồi, em cũng đi mình nói vậy. Ba nào cũng nhót. Ba chỉ ba mà. Đâu, giải thích cái ba nào không nhảy nhót mà ba nào nhảy nhót. Ba và ngồi chơi DJ á. Thì nó sẽ là cái đó là cà phê DJ. DJ mà có DJ. Còn dùng đồ đẹp cà phê DJ á, nó còn mệt hơn cái quán. Mấy cái quán, ví dụ như quán bar mà ông nói là nhảy múa ở trong trọng á. Không, trước cà phê DJ em thấy bình thường. Cà phê DJ là có DJ làm ra. Ừ. Và mình chỉ ngồi đó, mình chỉ ra. Thôi đó là cà phê thôi, chứ phân biệt quán bar thôi. Thì đó cũng là quán bar. Ồ, ví dụ như mấy cái chợ, chợ, đó là phải quán bar. Đó là cà phê. Cái đó là cà phê, còn quán bar là khác nữa. Đó quán bar, vũ trường là khác mà. Thì nhưng đó là không thích con gái đi vũ trường. Mà tôi giải thích nha. Có nhiều cái quán bar vũ trường như cái lốc ở Hàm Nghi ngày xưa nó ngoài trời vậy đó,
Không. Đâu có gì đâu. Nếu vậy là thích cái mẫu gái như Nhu Mì ở nhà không đúng không? Không đi đâu hết. Không thích là kia gió luôn mà. Nếu anh chơi quá thì thích. Ừ, anh chơi. Rồi, ở nhà không á, Nhu Mì. Rồi, không đi quán bar nha. Rồi, mà mấy nhỏ đẹp nữa thôi đi quán bar đó. Không, không quên là chơi luôn đi bar. Đứa nào không thích đi mê đi chơi chợ. Rồi, hồi nãy ông nói ông không đi bar xong giờ ông nói không là... Không luôn rồi anh chơi. Không, hứa gì nói không đi bar rồi nè. Không đi bar thì tùy. Tôi ghét ghê luôn á. Không, rồi không đua đòi ăn chơi, đua đòi là sao? Đua đòi ví dụ như là ví dụ đua đòi là mua cái hàng hiệu hay là đấy đó. Mua hàng hiệu là sao? Kể cho nghe coi. Ví dụ đua đòi là mua những cái đắt tiền, ví dụ như là túi xách hay là quốc mà quá đắt tiền đấy. Quá đắt tiền là bao nhiêu? Cỡ em là em nói bao nhiêu là đắt tiền? Ví dụ như quốc là mua tới 10 triệu đấy hả? Ừ. Rồi cái đôi quốc nào mà em cảm thấy là vừa tiền với em? Em không có tìm hiểu về quốc nhưng mà ví dụ tầm vài triệu thôi. Tầm vài triệu là nhiêu? Em thấy quốc giáp hả nè? 4 triệu thôi. 4 triệu thôi là được đúng không? Rồi ok. Chứ còn mà bỏ ra tới quá nhiều tiền thì mua những điều đó thì nó đòi quá. Ừ, ok. Nhưng mà ví dụ nha, một cái điện thoại, bạn nó thích mua cái điện thoại đó mà bạn nó đâu có quốc đâu mua điện thoại luôn, với giá 10 triệu, 20 triệu thì em thấy sao? Không, bởi vì điện thoại hiện tại giá cũng bình thường. Nếu mà cái iPhone giá thì nó thích iPhone 13. Đúng. Bởi vì giá tới 30 triệu thì nó cũng là bình thường. Bình thường đúng không? Nhớ nói nha, đây tôi sẵn hết đó. Còn tôi mà nếu mà 30 triệu nó cũng là một số tiền lớn đấy. Ừ, nhưng mà em thấy sao? Giá nó cũng đang thích cái điện thoại thì sống nào thì cũng bình thường. Ừ, không ảo gì ảo. Nó cũng có những cái gì đó nên người ta mới mua. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, thích không thích một bạn gái như thế nào nữa? Hiền lành thì... Hiền lành tôi đi rồi, còn gì nữa không? Dễ thương thì xinh xắn thì... Thì đó đó rồi, tiếp tục đi. Có rồi. Ừ. Rồi, ông cho ông bế luôn nè. Nhiều đó thôi hả? Rồi, độ tuổi sao nè? Da trắng nữa hả? Có nhiều cái đẹp ông lấy hết của ông rồi mà ông kêu người ta mua hả, đừng có đua đòi. Gái đẹp là nó hay đua đòi lắm, trời ơi. Gái ừ đẹp. Gái đẹp là phải ăn diện nó mới đẹp được chứ. Đúng rồi. Ủa, không cho nó make up, không cho nó sắm sửa. Make up làm được nhưng mà giờ cho nó mặc bộ đồ tặng như vậy sao nó đẹp được, nó phải lên bộ đồ đó, đẹp. Thấy không, thấy một người đàn ông kế bên tôi nói chưa? Thì đương nhiên là nếu mà make up thì nó sẽ đẹp nhưng mà đừng quá đua đòi. Đừng quá đồ đòi đúng không? Mấy cấp được đúng không? Mấy cấp là gì được rồi đó. Ừ, mua điện thoại iPhone là được đúng không? Chứ đừng có mua đôi cuốc 10 triệu. Ok, chị nha, ghi nhận nha. Rồi, được. Rồi gì nữa không? Hết chưa? Độ tuổi sao? Quê quán thì sao? Tuổi thì từ 99 đến em là 97, quen một người 99. Rồi, thua 2 tuổi. 2000. Em nói nghe này, trong một cái khoảng đi để chị lựa. Ừ. Chứ em đừng có lấy 97 xong rồi 97 năm 2000 là lựa tới mốt luôn. 99 đến 2000. Em nay em 97 đúng không? Vậy thì bây giờ lấy từ ở trong giấy tờ em 98 hả? Nhưng mà 97. Nhưng mà đúng rồi thì em 97. À đúng rồi, sinh năm 97 rồi. 97. Vậy thì chị lấy từ 97 xuống 2000 đúng không? Ừ, 98 chứ. 98 em quen rất nhiều người 98 rồi, bởi vì là không thích làm sao không thích 98 kể nghe coi. Chị không biết à, chị không biết trong cái cung hoàng đạo là cung hoàng đạo sao kể coi. Trong cung 12 con giáp. Ừ. Thì là thìn tuất sửu mùi là tứ hành xung. Ừ. Có nghĩa là tuổi sửu nó sẽ không hơn. Không, cái này nó không nè hợp. Thìn tuất sửu mùi tôi giải thích luôn, nó bốn con á nó không có hợp. 98 liên quan gì trong đó? Tôi hỏi ông liên quan gì trong đó? 98 là dần, không liên quan đến. Ủa, 98 sai nha. 98 nó là dần nha. Nó không phải cái hình chung nhưng mà con trâu với con hổ nó sẽ không theo. Chưa. Xưa giờ ông, không có xưa giờ nào nó vậy á, cứ mình ông nói vậy thôi chứ cuộc đời tôi là tôi không có thấy vậy. Con trâu á nó sẽ không hơn con hổ. Thôi. Tại vì ông không có đâu nói vậy thôi chứ tứ thần xung nào, ông chứng minh đi tứ thần xung có con nào con dần trong không? Là thìn tuất sửu mùi có nghĩa là thìn là ai thìn này, sửu là 97 có nghĩa là con sửu nó sẽ không hợp với con. Ừ đúng rồi, giờ 97, 98 không hợp chỗ nào không kể tôi nghe coi. 98 thì em không biết được mà 98 thì đó thôi nhận dành là con trâu với con hổ không hợp gì đâu. Còn 97 với 2000. Không, 2000 thì cũng hợp hơn.
giờ ông nói con gì hợp với con cọp đâu. Con cọp nó ăn hết luôn á. Thôi, thấy là cái hình túc sủ mùi. Ví dụ như em dựa vô đó, em trừ ba con kia ra thì chị chấp nhận. Chứ tự nhiên em kêu trừ 9, 8 mà em nói là trong tứ hình xung là chị đâu thấy đâu đúng. Không, tại vì em nói về em cũng kêu là 7 không hợp với 9, 8. Không phải 9, 7 không hợp với 9, 8 mà gia đình em và bản thân em đang bỏ 9, 8 ra. Sợ là con cọp, sợ là hả nhai đầu em chứ có lại gì hết đó. Chứ ở bài đặt tình tức sủ mùi, ông coi bằng tôi không, ông coi hoàng đạo bằng tôi không. Chị đã còn kêu con hổ hơn nhau. Tôi không biết là có hợp nhau không, nhưng mà tôi thấy hả em tôi đang quen nhau, mình cưới nhau luôn kìa. Vẫn bình thường, đâu gì đâu, quen 5-6 năm nay. Con gái từ hồn thấy nó chứ. Đấy, thì ông nói thà, ông nói thẳng vậy đi chứ ông đừng bao giờ ông nói với tôi hả lấy tình tức sủ mùi ra hả tứ hình xung nói chuyện. Mình nói mình không thích con cọp với đại sao. Chứ sao vậy? Bỏ bầu chữa ở đây ta làm nhiều chương trình ta biết không hết rồi. Mình có hai lý do, mình là con lùa, con thì đó, thì là gia đình ông sợ ông bị hổ cắn. Kể cho nghe. Chứ cô tôi á, cái gì ta? Dần thân tị hợi. Nè lấy nè người ta tuổi dần ta lấy chồng tuổi thân xong ta đẻ tị hợi xong gia đình người ta vào ông học đại học Bách Khoa đúng không? Biết thầy Dũng không? Phó giáo sư tiến sĩ thầy Dũng biết không? Bên điện người ta làm giáo phó giáo sư tiến sĩ trường đại học Bách Khoa ở đó mà nhà người ta giàu kinh hồn luôn chứ ở đó mà phải đặt em thì em cũng không có kiến đâu mà phần cho mẹ mình kiến thôi. Rồi cứ vợ cho mẹ à? Rồi được rồi cứ vợ cho mình chứ không có cho mẹ nha. Nếu được thì từ 99 ừ. Rồi tôi cho ông 97, 99, 2001, 2002 được không? 97 thì bằng tuổi chị, quay bằng tuổi chị. Thì bởi vậy ông ế tới giờ này nè. Rồi càng khó thì càng chờ đi. Rồi chờ đi. Về làm giấy tờ đi. 99 à? Gì? 99, 2001, 2002. Rồi, rồi 99 vậy đi. 2003 cũng được. Nghe đó nghe nè. Em có xác định khi nào em lấy chị vợ không? Xác định lại cái đi, khi nào em lấy vợ? Chưa. Em chưa xác định được. Khi mà em tham dự chương trình thì em nghĩ sao mà mấy cái bạn 2K lên đây, mấy cái bạn đó còn rất là tin luôn á. Và hiện là ví dụ như những cái bạn đó đang đi học hoặc là đang vừa mới ra trường thì chắc chắn với em một điều, mấy cái bạn mà xinh xinh mà em thích á đều có bộ hết. Tin chị đi, đều có bộ hết luôn. Không có ai tham gia chương trình chị luôn, thề luôn. 2K trở lên 97 em đừng có lọc ra tuổi nào hết, chị cùng ok sắp xếp cho em được. Chứ bây giờ em lọc tuổi là em cũng phải chờ. Chờ bao lâu rồi? Chờ bao lâu rồi? Chờ bao lâu tháng rồi? Cái gì mà một tháng? Người ta một năm không biết tìm ra người cho ông không nữa. Ở đây tôi mấy ngàn người ở đây nè mà còn đang chờ tôi đi ghép cho nè. Tại vì tiêu chuẩn giống em á quá khó. Vừa sinh mà còn phải vừa tuổi nữa, mà vừa cái này vừa cái kia nữa thì lại phải chờ. Cái này chị nói thật, muốn nhanh thì là phải đơn giản hóa được một cái là mình xác định được khi nào mình kết hôn. Ví dụ như những bạn bằng tuổi em 97, 98 thì 99 luôn cho rằng là bây giờ bạn còn trẻ, về tìm hiểu 1-2 năm bạn mới kết hôn. Nhưng mà mấy bạn nó cũng họ cũng suy nghĩ là phải có xác định là khi nào kết hôn. Chứ bây giờ em quen là đâu, ở trên đây là tụi chị quen thì ghét cho cặp cho mọi người á là tiêu chí của tụi chị là đi đến hôn nhân chứ không phải là chương trình ở đây không phải là game show mà để chơi đó. Cái này là chị nói thật nên tính chất của chương trình tùy chương trình nó sẽ khác nhau ha. Thì em cũng suy nghĩ là chọn luôn cái thứ hiện tại đó. Rồi chờ đi, chừng nào tôi có người tôi gọi lên ghét. Nhưng mà tiêu chí của em là khó. Thì chờ thì nào có thì ấy thôi, chờ theo tiêu chí nó không dứt vậy đi.